Động từ cộng với cô 있어요, đang làm cái hành động gì đó. Trong trường hợp này, dù động từ có âm đuôi hay là không có âm đuôi, mình đều sử dụng với cô 있어요. Ví dụ 숙제하다, làm bài tập. Đang làm bài tập mình sẽ có 숙제하고 있어요. Ví dụ số 2, 신문은 있다, đọc báo. Đang đọc báo. 신문은 읽고 있어요. Ví dụ số 3, 자전거는 타다. 타다, di chuyển bằng phương tiện gì đó, đi. 자전거, xe đạp. Mình đang đi xe đạp, mình đang đạp xe. 자전거는 타고 있어요. Và ví dụ số 4, ví dụ cuối cùng ngày hôm nay. 음악은 듣다, nghe nhạc. Mình đang nghe nhạc. 음악은 듣고 있어요. 숙제하다, 하다 không có bắt chim. 숙제하고 있어요, đang làm bài tập. 신문은 있다, 있다 có bắt chim, mình vẫn cộng với 고 있어요. 신문은 읽고 있어요. 자전거는 타다, 타 không có bắt chim, vẫn cộng 고 있어요. 자전거는 타고 있어요. 음악은 듣다, 듣다 có bắt chim, vẫn cộng với 듣고 있어요. 음악은 듣고 있어요.